Chào cả nhà ơi, Kim Lân gửi cho Tâm ca vài bài kỷ niệm năm 2021. Bảo Xuyên ơi, đêm nay giữa cánh trường cô liên, ta gối đầu trên đá tìm giấc mơ yêu, đắm hồn vào mộng liêu trai để yêu em được trọn lòng, không ngăn cách bởi biến tùy. Sẽ chia tay vĩnh viễn, người ở đầu sông kẻ cuối chân trời. Mà lo tròn nhiệm vụ, hãy cho ta thêm một vài giây phút thưa quận chúa. Mà thương biết quận chúa đang vô cùng tuyệt vọng, nên giây phút này đây là một giấc mộng. Thì tôi quận chúa hãy giữ cho trọn đêm tóc biệt, mà tương có thể chờ đợi đến bình minh, và chừng ấy sẽ không còn gì nữa để nói liền nhiệm vụ với tình. Bình yên trong giấc ngủ, còn anh chưa biết.
mình sẽ ra sao. Mất em rồi cuộc đời anh trống trải, quánh mắt nhìn mây nước chập trùng sao.